Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Hết này chuyện qua mấy anh em cũng có lặn được mớ hết. Bây giờ mình lựa ra lặn mình xào cái mình cuốn bánh tráng làm lương xương. Ở đây thì mình có dẹm với hến chung nha cả nhà. Do hôm qua lặn thì mình không có lựa. Lặn được kịp. Trễ quá nó cạn. Con này là đâu phải kim dẹm đâu, phải còn bắp chuối. Tí xíu té. Con này là kêu con bắp chuối. Hên nó lại mập ghê trời. Mình chưa biết được đâu, chút nữa vớt ra mình mới biết được mập hay ốm. Ừ. Làm gì cái này cũng đãi rồi, cũng đã hơn hết. Mập lại rồi. Lúc về là mùa nước nổi nữa, cho nên là mình phải tranh nước, nước gồng sát mình mới lặn mới khỏe được. Cái nước sâu quá còn lặn đâu tới đâu. Dạ. Yeah. Không nổi. Như chú hai thì lặn được. Thám xong mình hai hồng đang từ lù đã không? Dạ. Yeah. Rồi dẻm đó mình làm cái gì vậy anh Hoàng? Dẻm này hả? Dẻm này mình lại là mình ăn hết trước. Cái dẻm mình ăn sau. Dẻm để tính sau đi. Dẻm ngày mai có gì à? Kho sớ ăn cơm cũng được. Được. Chào, chào hành. Cái gì đó. Mình ngâm từ chiều tối hôm qua tới giờ tương đối nó cũng sạch này. Dạ. Cũng lâu lắm mới ăn hết lại ha chú này. Vô thao luôn chú hai. Đó bây giờ nó sạch trơn rồi đó. Mai mua phanh dây chì nứt gỗ này lại. Rồi. Trước mắt cả nhà đang thấy là anh Đen đang gọt củ sắn. Ở đây thì mình kêu là củ sắn nhưng ở những chỗ khác thì người ta gọi là củ đậu. Cái củ này ăn rất là mát. Thì mình gọt xong thì mình sẽ cắt ra để mà mình xào chung với hến cuốn bánh tráng. Người Bắc thì củ đậu không chứ. Dạ. Yeah. Có nhiều người họ chọn cái cách là họ xào chung hến rồi thịt ba gọi, củ sắn với lại giá. Đổ bánh xèo. Nữa hả? Dùng bánh xèo. Hèn chưa thấy cái nhân này nó quen quen hả? Ừ, nhân này tôi nhớ đổ bánh xèo rồi. Giờ sao chú hai? Quyết định là hồi mình luộc riêng hay là mình xào chung với hến? Thịt hả? Dạ. Chúng hai tính luộc riêng ngon hay ngon hơn á. Dạ đúng rồi. Con luộc riêng cái con để ví dụ như ai ăn hến ăn, ai ăn thịt ăn vậy đó. Dạ. Anh Đen thì dễ lắm, sao cũng được chứ. Có rồi, không có. Củ sắn thì bây giờ mình sẽ xắt nhỏ nhỏ ra thôi, giống như làm như bánh xèo vậy đó.
xếp vậy nè, về cái đầu mình lấy bột vô mình chiên. Chiên chiên khoai lang ha. Ừ. Củ sắn này con để một năm ăn cũng được. Không hư. Cái củ sắn này mình ít bán ở ngoài Bình Dương, nó vô bọc gì nè. Củ sắn nó vô cái vô bọc lột trắng ha. Bán nó có bịch mua ớt. Cái xé bịch mua ớt rồi nó chấm luôn cái đó. Còn vừa rẻ vừa chay. Ngon quá. Dày quá không? Con thấy thím hai sắc nhỏ hơn chú quá nhỉ? Dày được rồi, mình có một trắng. Mỏng nữa vậy. Mỏng nữa, đúng rồi. Ừ. Anh sắc chở cái đó không biết sắc mà. Anh hai sắc bán đi. Để đây. Rồi truyền qua đây chú hai. Mấy chú cháu em làm mấy này được, thấy gì? Nhìn đã biết rồi. Những cái sắc nữa, sắc ngủ quá. Thôi được rồi, có bốn củ. Anh Hoàng sẽ đem thịt về bánh nhờ bà xã luộc giùm. Đem miếng thịt về anh cô nó quẩy đuôi kìa. Mồi của mình chứ phải mồi nó. Cho miếng nó nhìn đi. Ngon quá. Ngộ ha. Củ này nó ngọt đã hay chứ. Ngọt chứ. Ngọt thanh luôn á. Ừ. Củ này nếu mà con đổ bánh xèo hay là con cuốn ăn gì là con xào hay gì con nêm đường hết, hay là con nêm đường nhiều con tưởng như ba kia là ngọt bỏ. Dạ. Ngọt hết ăn được luôn á. Biết sao vậy, bây giờ chú Hai sẽ để hến vô. Nói về với hến thì bây giờ chú Hai là chùm ở ghe này kìa. Không ai vớt nhanh bằng ổng. Kinh nghiệm 40 năm trong nghề vớt hến hả? Đó chú Hai bây giờ cái vợt này, tại cái vợt này cái miệng nhỏ nó làm chú Hai cào cái vợt miệng 8 tấc á, đến thước 1 thước. Giờ còn cái miệng này chú Hai để lại để cái dành ăn, cào ăn chơi. Cái này nó có 6 tấc hả? 6 tấc ngang hả? 8 tấc cào chắc là nặng lắm. Ba cái gì? Mà 8 tấc. 8 tấc con cào con đâu có mang lên, con cào rồi con buông luôn, bỏ luôn dưới con lên bờ có mấy kéo dây. Dạ. Rồi. Chưa chắc đâu nha. Trong nghề mà trời. Mà cái con hến mập lúc nào mình vớt nó cũng mau hết mà hơn. Ồ hến mập thiệt. Mập chứ. Ồ đã. Nhấc tay lấy bánh đi. Dạ. Con thử chứ con là mập không nha. Thử đi. Dạ hết biết mập rồi. Ngọt ha. Nó béo mà nó ngọt. Ngon quá. Này đúng mọi thuốc luôn rồi đó. Năm hôm qua đây vớt mấy con này nè. Còn cái gì đâu vậy? Đâu đó. Hết mập rồi, cái vớt rồi, tôi lủi hết rồi. Vớt hết mà phải lửa sôi vậy đó, vớt như đã. Ở bên Mỹ Thiện giả cầu anh hai hến giỏi vậy ha, cái anh vừa mua nó vớt ra cho mình luôn. Ừ, ngồi vớt tại chỗ có bếp ga mini để đó mà. Đó, anh mua nửa ký cái vớt cho chủ nửa ký cái ngân. Hến này mập thiệt chứ bộ. Ừ. Tuy nó nhỏ con hến nhưng mà nó mập. Phải hến cồn là còn mập dữ nữa. Ừ. Mà sao cái gì cái con vẫn thích ăn con hến cồn hơn. Nó mập. Nói chung ăn bự 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 hơn. Nó trắng phiếu à. Nhưng mà con hến mình nó ngọt hơn nha. À, so với cái độ ngọt thì hến hến sông này nó ngọt hơn. Hến còn bị đóng phèn ha. À, như cái đường mà cái đường bảy chín anh hai. Ừ. Xong bảy chín trở ngược về cho mình đường mình. Anh thấy cái đoạn đường chỉ có hến nó dồn con khúc đó. Cào biết lặn hơn không?
mà hến không phải là con nhỏ đâu, con nào nó ngấu vô cái. Mấy ông lặn xong rồi đâu phải đem cái vợt cho riêng mình đâu, lặn xong rồi giục nó luôn, lội vô bờ nắm con dây kéo vô chứ đâu kéo nổi. Có treo cái phao, treo cái chai vô cái chai mũ á, cái đầu ta lặn xuống dưới rồi đàng hoàng là nó bỏ luôn dưới á, là nó mới lên xuồng. Chứ nó nặng lắm lên. Anh cầm cái vợt lên nó nặng dưới chiều. Ví dụ như con đi, ví dụ như chú hai đi thím hai hay là phải hai vợt. Dạ. Đó là chú hai lặn rồi cái chú hai bỏ cái trên này thím hai con kéo. Hoặc người đàn ông nào kéo lên ở dưới mình lặn tiếp rồi là ở dưới mình lấy cái vợt kia mình lặn, vậy nó mới mau có hến đi về. Chứ hôm nay con có một vợt con lặn biết nào hến thì có gì xứ lặn hến gì, có khi nào dính vàng gì không trời. Dính mấy cục ở trên sắt rồi cục sỏi, cục đá đỏ, cục đá đỏ nó nhằn quét vô nặng ke vũ gột 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 mình qua cũng nhóc đó. Cái vô cá vô tôm lặn cái đó là lên lên chảnh lặn cào đó là vô cá là khỏi mua ăn. Dạ. Rùa biển nè, rồi cá đạp châu nè, cá lươn châu vô hết luôn. Có cái gì nằm mặt đất lại vô hết. Mà cái miệng bự nó nặng nặng lắm, miệng bự lặn cong cái tay dữ lắm, gịch nó vòng thôi nó dướng một nhánh cây nhỏ rồi nó cũng phơi lên nó không ăn đất. Dạ. Nó không ăn vô. Còn miếng con làm găng á, làm găng thì con cào kéo không nổi. Nó khó vậy đó. Ví dụ con lặn chứ vậy hai cái tay con đưa tới trước nè, con gà có cái đường nào hết nhiều. Là con mới nung cái vợ con đi theo. Dạ. Mới dép kìa thấy đã à, bấm nó kìa. Sạch nè. Do ngâm cả ngày cho nên nó sạch, với lại một đêm nữa. Ngâm qua một đêm. Dạ. Anh đây. Này đương quyền ngọt thiệt, ngọt hơn hến không? Không bằng hến đâu. Ăn này tự tựa chúng mới xài cắt chu già quá ha. Không có bột á. Bột của hành với tỏi vàng rồi để không cho vàng quá nó khét, hồi nó không ngon. Để hết rồi. Mình sẽ xào hết phần nữa mình sẽ chừa để cuốn. Rồi, nghe mùi nó dọn cái đây. Dọn được chưa chú nào? Con thấy cũng đói bụng rồi đó. Kho hai xào. Xào. Xào ha. Dạ. Kho thì dọn cơm ngang luôn. Rồi giờ con hến chín sẵn rồi. Giờ để củ sắn vô. Giá thì mau chín hơn củ sắn. Cho này là mình để xào. Bột đi, nó xuôi. Vậy chứ mình xào hồi cái củ sắn với lại hến nó ra nước nữa chú hả? Ừ. Nhiều quá không? Nhiều. Bớt rồi. Đúng rồi. Nói củ sắn nó xẹp chứ thật ra nó xẹp cũng đâu có nhiều đâu. Ừ. Giá nó xẹp nhiều. Anh này đưa vô ha. Rồi, xong.
lên mâm. Lên mâm. Chú Năm chiếc gụ chưa chú Năm? Vậy thấy im hơn thôi. Vậy mà ơi. Trời, thắng hẹn chú quá luôn rồi trời. Tiếng hay bệnh chiếc gụ luôn kìa. Ở bệnh biết mình nấu xong cái bả đi chiếc gụ hả chú Hoàng? Này, nay còn chị Hai thôi, Năm khỏi khoa nha. Chú Hoàng sẽ cho một ít tiêu vô. Của bánh chén mà chú Hai sắc dày dày nè, mình gấp một cái rồi. Ừ. Gấp miếng thứ hai. Không mà sắc gì nè, anh Hai cắt đoạn thịt nó dài vậy này là theo vừa một cuốn mình luôn á. Lấy ly rồi con ơi. Buổi chiều mấy chú cháu cũng có hến xào với thịt ba gọi cuốn bánh tráng, mời cả nhà dùng lương xương với mấy chú cháu ha. Thế con có chú Hoàng chưa? Để chú Hoàng có cái này cho con cái con khỏi chờ cho bánh nhiệt đôi đũa đi Biên. Con thịt ba gọi hơn ăn cái này nhật, con ăn gì cũng được. Thôi để hồi con cuốn. Để chút xíu nó con cuốn. Bánh tráng này mình nhập lại mình cuốn nó ngon hơn. Sao đã không chú Hai? Rồi cuốn này bỏ quả cây vô. Không cuốn gì mềm ra. Nhúng nữa cái ướt à? Còn nữa cái khô. Cái anh cấp lại gì là cái này khô à, nó không dính tay. Kinh nghiệm ha. Thằng nhà Đức hả? Đất chỉ mà gao thịt hết rồi. Gạo đá gì là lâm nè. Thiếu thịt ba gọi. Để thịt ba gọi lát nữa cái anh khỏi anh cuốn. Anh gấp anh chấm luôn à. Cuốn này thì giống bánh xèo quá nè. Rồi cuốn chú nào cả. Cuốn đẹp đẽ vậy. Tí đen thì nó mặn mặn mò mò mà cũng tròn vô. Ngon không? Lâu lâu ăn lại ngon lắm. Chảy vô này cũng như lót dĩ ha. Trời cũng hành vô. Thiếu món này được. Vô. Mày lấy xuống cuốn rồi đi. Cuốn rồi chứ trời, cuốn quả trời. Thủ sẵn miếng mồi. Rồi. Vô. Được chưa? Nó cũng đẹp. Look.
Không đứng không? Do phần này chú hai nhúng chưa có mềm bánh tráng. Biết sao không? Tại cái bánh tráng này nó dày. Nó dày hơn bánh tráng kia. Con lựa bánh tráng dày không à? Cái này hai cái. Gắn cho thịt nó vô. Không còn bánh tráng hay nguyên mày. Anh chụp dính hai cái nhỉ. Ừ. Trời ơi chết luôn. Ủa vậy là chú hai cuốn hai bánh tráng hả? Ờ. Hèn chi. Cứng quá cứng. Nhìn nó đẹp vậy ha. Cắn đi. Thôi cắn đồ kia đi, cắn đồ kia ngược lại. Nữa hỏi. Hỏi chui con chợ kỹ. Cái này nó dày lắm. Ừ. Một đi bán gỏi cuốn luôn quá. Theo như em thấy cái hến này mình đủ cho chị cho đủ hến nhiều quá, bởi cuốn nó bự khó cuốn quá. Em thấy cái hến xào với cái hến chưa xào này là mình gói chung vừa là mình thấy là cũng đủ ngon rồi. Bự nha. Nghĩ nhiều đồ trong này quá trời. Rồi đợi bạn cuốn xong cái thì mình vô cái cho đá nè. Giờ mọi người sẵn sàng hết chưa? Rồi. Vô. Lên nặng chưa? Đó, vậy là lụm nha. Gấp qua còn nó cuốn. Trời, cái này nó bỏ cái này vô lọt luôn nè. Làm cái quằn chứ. Trời, bữa nay uống rượu hay nó ngọt chứ hay à? Được mà. Chú Năm cảm nhận sao? Ngon. Rau gấp là mang cũng cuốn là như hết cũng mấy tháng rồi. Cái này được da đầu heo á. Ừ, lỗ tai heo cũng được. Lỗ tai heo á. Ăn giòn giòn. Đi chú mày rồi. Ăn cuốn bánh tráng này không phân biệt được gì chứ. Béo quá ngọt hến. Hến. Nhưng mà con hến của mình vẫn béo quá chú ha. Ừ. Có thơm không? Dạ. Như anh đang nói, phải có cái da đầu heo hoặc là cái rổ tai heo. Ăn nó giòn sực sực đã. Ừ. Vậy em ơi, ra mua da đầu heo. Chiều nãy nhộn xong lại hến tiếp hả? Ừ. Thêm gì nữa không? À, dạ. Con dao là một cuốn uống 2 ly đó là hết đó. Ba pin đâu rồi? Nằm võng ngủ rồi. Người ta lặn hết mà giờ không cho người ta nhậu. Này sao cái hến này nè, cuốn ăn. Công nhận bắt mồi ghê vậy luôn á. Bún. Rồi, bún. Mình ăn một cuốn cái là mình muốn ăn cuốn thứ hai. Mà ăn cuốn thứ hai xong cái lại muốn ăn cuốn thứ ba. Bởi vậy cho nên anh chưa uống đó mà anh cuốn sẵn nè. Uống còn cái là cầm ly rượu lên con cuốn sẵn bên tay. Sẵn sàng hết rồi. Vũ khí súng đạn lên sẵn ra chuẩn bị nè. Ngon cái cuốn bánh tráng này mình phải để đủ rau thơm vô á. Nó ngon lắm, nó thơm. Rau găm nữa. Cộng hẹ. Chặt hẹ thôi đi, hẹ nó tan đứt rồi. Ăn hẹ này lại nhớ hẹ nước hả? Ừ, đúng rồi. Khỏi anh khỏi để thịt cũng được nữa nha. Khỏi hết rau rồi được rồi, thịt đừng để. Ủa sao cái miệt Kiên Giang với chú hai hẹ nước có quanh năm luôn á? Ừ, tại với nó nước, trồng nước quanh năm mà. À. Không có trồng con, người ta nuôi tôm nuôi vuông. Nuôi tôm nuôi vuông á, tự vô. Dạ. Không có những cánh đồng trồng hẹ nước nha. Ừ. Để bán á. Ừ. Đặc sản nha, người ta mắm nữa. Có đồ ăn mắm rồi. Nói mà nếu ăn mắm là phải có hẹ nước đó là mới ngon. Đúng sách nói với rau dừa, không phải đi theo mắm. Làm như bây giờ dùng ở trên kinh bây giờ ba cái hẻ đó làm như cũng muốn mất luôn ha. Ừ. Mất rồi phải, bị người ta vô đi bao hết trơn. Cái đó nằm ngoài để bao, có mấy hẻ đó. Dạ. Mà ngộ ha. Ừ. Cứ nước lên đồng là có hẻ nước. À, nó giống như cây bông xuống ma mà chú hai hổm nó có củ cho nó mọc lên. Củ mọc lên. Ừ. Hẻ
mà chả giờ người ta vô đây bao hết trơn rồi, đâu có thả nước vô đâu. Dạ. Làm một năm vậy ba mùa, ba vụ chứ lộn. Ở trên đất trên kinh nó sâu mà nó làm một năm vậy là ba vụ làm suốt năm rồi. Dạ. Xả nước vô con tháng một à, đã bắt đầu chiều bơm nước ra chục xới xả luôn. Mà con ăn rau gì con ngán hay con ăn hẹ nữa, hẹ nước con ăn hoài con không ngán. Dạ. Nhưng mà con đựng mấy người không biết ăn nữa ha. Là người ta lựa mấy cái cọng mấy bụi nhỏ nhỏ ha, con đựng lựa mấy bụi vậy, con lựa mấy bụi chà bá lửa vậy nè. Rồi bắt đầu con nhổ nó lên phải không? Ruộng hết lên rồi. Con nhổ lên hết. Nó thấy rồi bắt đầu cái con mới tét cái đó ra, cái lấy cái non trắng ở trong cái con ăn rất giòn mà nó thơm, mùi nước thơm dữ dằn luôn. Dạ. Cái mấy cái ngoài con để cũng như cái nó mới ra cái còn non xèo con ăn không ngon lành chứ. Giống như đợi anh Hoàng anh thấy cho mình ăn đó. Ừ. Anh ruộng nguyên đống lên vậy đó. Vậy đó. Ngon. Mà ăn cái đó thì nó cực á. Thì cực. Mà nó ngon. Mà ăn thấy ngon thì. Không bằng này. Nó ngon. Nó là có phù sa chứ không nhiều. Có phù sa mới ngon hay chú nào? Có phù sa rồi, mẹ nó mới tốt. Dạ. Nó với con cái nó không phân, không thuốc, không gì, nó ở dưới nước mà đâu có con gì bám vô nó đâu. Dạ. Rồi ăn nó ngon, mình không bệnh, bổ. Hết rồi đây. Đây là bí quyết mà anh Đen anh vẫn giữ phong độ nha cả nhà. Hào anh Nam thấy anh làm ngon, ông làm như anh. Anh thì gọn. Vậy à, không? Để mau vào. Đã. Không có thứ gì mà chịu nổi không? Gì nổi. Không làm như anh hai thì khỏe không Quỳnh. Ừ. Mà vớt hết nên nó hơi lâu. Mệt. Này biết thiếu dụng chú hai. Ừ. Thiếu mấy miếng xôi bằm. Ừ. Bằm vô chén lên cái. Xôi bằm, bằm vô chén nữa ha. Có xà chua ha, xài các loại xà chua chua bằm nhuyễn ha. Để nó là xài ghép bằng ngon nhất. Múc này thêm mấy con cái này chưa nè. Dạ được rồi. Nhiều quá, cuốn nó dung. Cái này cũng hết. Rồi vô ha. Rồi, dạ. Chén này cũng đã có đạn hết ha. Thủ đạn hết. Cuốn gần cuốn nữa em thôi. Làm với mình lâu nhậu quá, lậu nhậu lỡ sao uống cái ly rượu vô là thấy ngon. Phải không? Mà anh công nhận không? Ừ. Tự em uống rồi tự em nghe luôn đó. Cho kỹ cho. Uống là không bữa đấy ha. Không. Uống cái rượu đế là ăn mồi là thấy ngon nhất. Ừ. Anh không biết gì rồi. Mà sao chú hay biết gọi là rượu đế không? Không. Cái rượu nấu bằng gạo ra thì kêu rượu đế. Tại vì hồi trước pháp thuộc mình á, người ta cấm uống rượu, cấm nấu rượu. Cho nên là người dân mình trốn vô cái đám đế nấu á. Chú hay biết đám đế không? Biết chứ. Nó cao mà nó có thể là khứa đứt da mình luôn á. Đúng rồi. Mà cái lông nó đâm vô ngứa nè. Dạ. Lông nó đâm vô ngứa. Cái đó mần xong nó lên lại. Chỉ có nước là mình chỉ đốt là nó cháy thôi, nó cháy rụi là mới tàn thôi. Hồi đó chú hai đi chặt cái cây đế đó, chặt cây đế đó khoảng thước thước mấy ngày nằm về, chú hai lấy đưng nó, chú hai đương mà chú hai lập nhà. Dạ, đúng rồi. Cây đưng với cây đế là hồi xưa là nhiều dữ lắm, vô số luôn. Rồi bởi vậy từ cái thời đó mà người ta trốn vô cái đám đế người ta nấu rượu mới gọi là rượu đế luôn hả? Chứ còn biết làm sao mà người ta nói mà thường thường hồi xưa giờ mình ở nhà chanh vít lá. Hồi xưa cây chanh, cây chanh mình có lúa luôn được. Lá. Là cao chặt về ha, cắt về đằng hoàng, cái đầu phơi ra cái vũ rồi bắt đầu mới lấy chặt cây đế về để ngày nào bắt đầu mới lấy nó đánh vô cái mép, là đánh vô mép là như cái đương như đương lá vậy đó. Dạ. Rồi đem lên lợp nhà ở là nó kêu nhà chanh vết lá chứ không phải là đó, một túp liều chanh hay quả tim vàng không. Một túp liều chanh một đống nữa mà cái đó nó có một cái là nó kỵ, con cái nó kỵ lửa. Yêu cầu mà có hơi khói thuốc, thôi thuốc là nó bay tàn thuốc con cháy. Cháy tại chanh nó khô ra cái đầu nó như cọng gơm mình vậy đó.
nó bé. Dễ cháy lắm, bén, bén như gươm vậy đó. Ừ. Mà bén lửa nghe. Không mà nó cháy như đá nó nổ lốc bốc. Nó cháy là nổ, cháy nổ lốc bốc 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 mà khói trắng nhất là đã lắm, mà ở đâu miễn là mùa đó mà đứng con đứng cách xa chừng 10 cây số đi. Con thấy khói trắng là chỗ đó, là chỗ đó cháy nhà đó. Dạ. Hay. Nhưng mà ở nhà tranh rất là mát nha. Ừ, mát lắm. Trời đừng nói dở, anh ở nhà tranh nha. Chân buộc mình cất một túp liều chanh, mấy chú cháu mình nhậu lấy gai quá.